Không phải đến sớm không? Tại vì chúng ta đây tận đâu? Cháu ở dưới Mê Linh hay là Trưng ạ? Đến Hai Bà Trưng ạ? Ngay đây thì không. À, Hai Bà Trưng không? Cháu ở Hai Bà Trưng ở dưới quê đấy. Mê Linh Vĩnh Phúc. Vâng. Mấy cô lại có một cuộc họp rất quan trọng ở viện nên cô không thể đi sớm được. Cái này có bị lâu chưa? Cái này móng nó lắm này. Cháu bị lâu chưa? Cháu bị phải hơn 6 tháng rồi. Thế à, thế mẹ là người gội đầu à? Thế bình thường thì cháu gội đầu khách thì cháu làm nào? Bây giờ hiện tại bây giờ thì cháu đeo cái bao tay như của cô này ạ. Nhưng cái bao tay này nó không hết được đâu mà. Thỉnh thoảng nó vẫn bị thấm. Đúng không? Mà cái này nó càng cứ tiếp xúc với dầu gội đầu các loại xong rồi gãi lên đầu bệnh nhân thì càng không thể nào mà khỏi được. Cái này là cháu sẽ đeo một lớp túi bóng ở trong xong cháu đeo cái này ngoài. Nghề nghiệp thì nó cũng khó nhỉ. Thế nhưng mà như thế nhá thì bản thân cái tay của mình trước này nó sẽ phải bị ít ở trong cái răng ni lông á. Lại mồ hôi mồ các thứ nó đọng vào. Nhưng mua này thì ít làm qua. Có nhân viên chứ ạ? Không có tuyển nhân viên đâu, hay mình cháu tự làm? Cháu tự làm. Thế à? Tức là nó cứ bị cái mụn nước nha. Cháu vẫn còn ở trong cái điện thoại. Nhưng cháu gửi cho cô đấy. Thế bây giờ cái chỗ này này, xong là nó này cứ nó có mụn nước lên. Vâng. Nó có mọc mụn nước lên. Vâng. Xong nó tự vỡ đi. Không, nó không vỡ được ạ. Nó lại thâm xuống nó xem này đây. Mụn này đây. Nó như thế này. Đấy, xong là nó thâm ra nó xeo xuống ạ. Chứ nó không vỡ được ạ. Ừ. Nó như ẩn ở trong ấy. Nó xeo vào này. Nó cứ đục đục vàng vàng đấy ạ. Xong là nó xeo như thế này. Đây chính là cái lốt hôm nào cháu chụp cho cô rồi. Cái hôm thứ mấy cháu đi ra khám. Đấy. Cái lốt đấy đây này. Đấy. Xong là cái lốt này vừa sáng như thế này và bây giờ nó lại xeo. Thế cháu bôi cái gì không? Thôi cháu vẫn ăn dùng cái thuốc này. Cháu đi khám ở đâu rồi? Cháu khám ở viện Gia Liễu Hà Nội. Thế chẩn đoán là mình làm gì? Cháu ở móng này thì thấy lắm nhưng ở đây thì da thì không thấy lắm. Cháu xuống như máu cũng mà thế. Chẩn đoán là bên da cơ địa thôi gì? Vâng. Bôi nhiều thuốc này là hôm nay sẽ uống. Đây đây cái đơn này cô. Thuốc này thuốc bôi nhé. Cái này là cái bôi nhưng mà bôi chỉ nửa tháng thôi. Còn cái này thì để cháu bôi móng. Bôi móng chỉ có một cái này thôi. Cái móng này được chút con trùng không phải em nó lên một tí và nó vẫn lên một độ sâu của nó thì nó sẽ cái móng này nó ăn dần ăn dần chậm nấm kẽm được hơi nát bôi ra lâu rồi cháu mới bôi được một tháng. Trước nữa là cháu còn một cái đơn thuốc nữa cơ. Nhưng cháu dừng cái đấy xong này chuyển sang cái này. Cháu uống thuốc tây nhiều cháu sợ hãi này thì cháu mới chuyển sang tâm lý. Tất nhiên là nó sẽ có rất nhiều cái tác dụng phụ rồi. Thế nhưng mà hơn nữa là nó cũng không khỏi được. Chỉ để cái viêm da cơ địa ở trong hiện tại hơn thuốc tây không có gì để điều trị khỏi hẳn đâu. Thuốc tây cho con bôi nó chỉ đặt để cho nó có cái khác mà. Mới đầu nó chỉ bị hai lớp như thế này thôi. Ở cái ngón này đi qua xong vết nó lan dần ngón này xong nó chuyển sang ngón này. Đúng rồi, cái ngón này nó lan là bây giờ cô cho cháu dùng thuốc này. Đó, sẽ dùng thuốc để nó không hơn nước này nó không vỡ. Mình cần xin em đi dùng thuốc để chân nó bị không? Cháu không bị ạ, cháu chỉ bị chuyển được này ở chỗ này thôi. Hai chỗ này là tay thôi, chỗ này thôi. Rồi. Cháu chụp lên cháu mới gửi ngón này cho cô cháu chụp. Đấy, xong nó xeo xong nó bong ra cũng giống như cái bên kia, giống như cái chỗ này thôi. Nó vẫn là nốt giống nhau. Đúng rồi. Bây giờ tôi sẽ cho cháu các loại thuốc để bôi vào từng lần từng chỗ một. Cái này là nó không nốt được. Cái này là cái con này. Cái này là cái này. Cái này là nó thì nó có khả năng này. Đây thì có hai con này. Còn bôi xong cho em bé thì cũng có thể nhưng mà nó sẽ khó hơn.
mình ra lúc đó mình thấy rất nhiều những con người mình cũng phải tạo ra những cái khác luôn, nhưng không có nghĩa là cái đó là khác. Cháu đợt trước cháu dị ứng với kem mà đây cháu không bôi nữa. Thì nó mấy năm nay cháu không bôi cái gì nữa, tại vì cái xì ở sở ba là bảo da cháu bị nhạy cảm, không bôi được cái gì nên cháu không bôi. Thế là hồi đấy là bôi kem thêm trộn ạ. Cháu không biết bôi kem gì, chị bôi là em cổ chị bôi. Thế là cái này hai cho cháu cái này có thể tổ đỉa không, tại vì cháu tập cháu thêm lắm. Tổ đỉa nó là một dạng của viêm răng cơ địa, xong nó lên nổi lên, đúng không? Tức là tổ đỉa nó là một dạng của viêm răng cơ địa, tức là trong viêm răng cơ địa nó có nhiều bệnh này, nhiều kiểu cơ thể như này, thì đây tổ đỉa nó là một trong những cơ thể như thế. Thì cái điều trị nó cũng sẽ xấu, phải điều trị bôi thuốc, bôi đi xem cho nên nó có phát ra không, cái phát tiếp theo nó có tổn thương như thế nào, sẽ khẳng định nó có tổ đỉa hay không, nhưng nó chính là viêm răng cơ địa nhá. Tại vì cháu đọc cháu thấy giống đấy, nhưng mà bởi vì cái tổ địa nó là viêm da cơ địa mà, tức là một thể đặc biệt của viêm da cơ địa thôi. Con ngứa cháu nó không ngứa ít ít thôi, mà thế nào nó cũng hiểu kiểu là ngứa theo cơn ấy nhỉ. Và tức là hay ngứa vào buổi tối thôi, buổi tối đêm thì hay ngứa. Nó có nặng lên hay nó nhẹ đi hay là nó có cái tổn thương như thế nào, cho có chụp ảnh chú thể vào ghi nhận cho con chúng ta sẽ tư vấn tiếp, không phải lo. Cháu biết sợ nó không khỏe thì cháu đọc ăn thấy nhiều cho sợ nó phải biết là mười mấy năm giờ không đi khỏi như trước thì lấy của họ mình ra cái trường là cái con nửa năm nay thôi à? Thế này. Thế với lại của cô có những bệnh nhân, tức là có những cái anh